dõi kênh của chúng tôi Bóng Đá 24 giờ. Xin chúc cho quý vị sẽ có những giây phút thật tuyệt vời khi xem video của chúng tôi. Đừng quên nhớ vào nút đăng ký kênh để được nhận những video mới nhất, hấp dẫn nhất của chúng tôi được cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 giờ. Và sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên đề tin tức mới nhất về đội tuyển Việt Nam. Cổ động viên Heerenveen chỉ trích huấn luyện viên trưởng, kêu gọi xuất đá chính cho Văn Hậu. Trên trang chủ của SC Heerenveen, các cổ động viên đã chỉ trích huấn luyện viên Johnny Jansen sau trận thua và kêu gọi nhà cầm quân này trao cho Văn Hậu xuất đá chính. SC Heerenveen có chuyến làm khách đến Feyenoord vòng 19 giải vô địch quốc gia Hà Lan. Đây là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với thầy trò huấn luyện viên Johnny Jansen bởi đối thủ của họ đang đứng trước ngay phía trên với khoảng cách về mặt điểm số đúng bằng một trận thắng. Tuy nhiên, Heerenveen đã thi đấu bạc nhược và phải nhận 3 bàn thua chỉ sau chưa đầy 30 phút. Dù sau đó đã rất nỗ lực, họ chỉ có được một bàn thắng rút ngắn tỷ số nhờ công của Vermeulen. Đáng chú ý là Văn Hậu vẫn tiếp tục phải ngồi trên băng ghế dự bị và không được cho ra sân bất kỳ phút nào ở trận đấu này. Trên trang chủ của đội bóng, nhiều cổ động viên đã kêu gọi huấn luyện viên Johnny Jansen nên trao cơ hội cho Văn Hậu để làm mới hình ảnh nơi hàng phòng ngự. Cổ động viên Klaas Hoekstra viết: "Ở trận đấu tới, hãy để Floranus thi đấu bên hành lang cánh phải, hãy trao hành lang cánh trái cho Văn Hậu. Wunderberg và Van Rijn thật đáng thất vọng, tình hình ngày càng tồi tệ hơn." Cổ động viên Jinkin thì viết: "Hãy để Đoàn Văn Hậu đá chính, vị trí hậu vệ cánh của chúng ta bị khai thác quá nhiều, trao cơ hội cho cậu ấy xem sao, huấn luyện viên thật bảo thủ và cứng nhắc." Ngoài những bình luận bằng tiếng Hà Lan, rất nhiều cổ động viên Việt Nam cũng hy vọng rằng Đoàn Văn Hậu được trao cơ hội ở những trận đấu tới. Trong những buổi tập vừa qua cùng Heerenveen, Đoàn Văn Hậu đều thể hiện tốt và nhận được lời khen ngợi của các đồng đội. Anh cũng thể hiện kỹ thuật cá nhân xuất sắc với một pha sút bóng đẹp mắt khiến thủ môn của đội bóng hoàn toàn đứng trơn chân. Ở vòng 20 giải vô địch quốc gia Hà Lan, Heerenveen sẽ đối đầu với đối thủ rất mạnh là câu lạc bộ AZ Alkmaar, đội bóng đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng thời điểm này. Hy vọng là Đoàn Văn Hậu sẽ được huấn luyện viên trưởng Johnny Jansen tin tưởng. Văn Hậu lại có tên trong danh sách thi đấu của Heerenveen. Ở vòng 20 giải vô địch quốc gia Hà Lan, Văn Hậu tiếp tục được huấn luyện viên Johnny Jansen điền tên trong danh sách đăng ký thi đấu của đội. Heerenveen bước vào trận đấu ở vòng 20 giải vô địch quốc gia Hà Lan với AZ Alkmaar. Trước một đội bóng cực mạnh, đội chủ nhà chọn lối chơi phòng ngự phản công với cặp đôi hậu vệ cánh là Floranus và Van Rijn. Đoàn Văn Hậu tiếp tục có tên trên băng ghế dự bị. Với đội hình lùi thấp, Heerenveen chỉ có thể chờ đợi vào các đường phản công mà bóng tập trung lên cho Ezuke phía trên xử lý. Thi đấu quá đơn độc trên hàng công khiến chân sút Nigeria dễ dàng bị hậu vệ của AZ hóa giải. Công cùn nhưng hàng thủ của Heerenveen tỏ ra vững vàng khi không để cho đối thủ có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Hàn. Tưởng như thế trận diễn ra thuận lợi thì một sai lầm của trung vệ Botman đã tặng cơ hội quý như vàng cho Dewitt dứt điểm cận thành mang về bàn mở tỷ số. Những nỗ lực sau đó của Heerenveen giúp họ có bàn gỡ ở phút thứ 69. Tuy nhiên sự xuất sắc của bộ đôi Dewitt và Boadu một lần nữa đưa AZ vươn lên. Thời gian còn lại, huấn luyện viên Jansen đưa ra 3 sự thay đổi nhưng không phát huy hiệu quả. Văn Hậu một lần nữa ngồi trên ghế dự bị suốt 90 phút. Với trận thua này, Heerenveen vẫn đang bị nhóm dự cúp châu Âu bỏ xa tới 5 điểm. Phong độ gần đây của họ cũng không tốt khi đã thua 3 trên 4 trận. Văn Hậu nhìn đồng đội nhận thất bại trên sân nhà. Hậu vệ sinh năm 1999 ngồi dự bị trong trận thua 1-2 của Heerenveen trên sân nhà trước AZ Alkmaar ở vòng 20 Eredivisie diễn ra vào rạng sáng ngày 26 tháng 1. Trước đối thủ đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, Heerenveen lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công. Bóng được dồn nhiều cho Chidera Ezuke, nhưng một mình cầu thủ chạy cánh người Nigeria không thể tạo ra sự khác biệt trước hàng thủ chắc chắn của đội khách AZ. Không tiếp cận được khung thành đối thủ nhưng Heerenveen vẫn tạo ra được thế trận khá tốt. Hàng thủ đội chủ nhà bịt chặt mọi khoảng trống, buộc đối thủ phải cầu may bằng những cú sút xa. Những toan tính của huấn luyện viên Jansen đổ bể ở phút thứ 35, hậu vệ Botman có tình huống phá bóng lỗi, tạo cơ hội cho Dewitt dứt điểm cận thành, đưa AZ vươn lên dẫn trước. Đây cũng là tình huống đáng chú ý nhất trong hiệp đấu đầu tiên. Nỗ lực của Heerenveen được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút thứ 69 sau tình huống phối hợp giữa Hicham Faik và Chidera Ezuke. Tuy nhiên, hàng thủ của đội chủ nhà một lần nữa gây thất vọng khi để cho Dewitt làm tường cho Boadu thoải mái dứt điểm, hạ gục Wunderhahn lần thứ 2 chỉ sau 3 phút. Trong quãng thời gian còn lại, huấn luyện viên Jansen sử dụng quyền thay người để tung 3 cầu thủ tấn công gồm Espijot, Brugin và Valilovic vào sân nhưng không mang lại hiệu quả. Trận đấu khép lại với thắng lợi 2-1 dành cho đội khách AZ Alkmaar.
Thầy trò huấn luyện viên Janssen trải qua 4 trận liên tiếp không thắng ở Eredivisie, trong đó có đến 3 thất bại và đang bị nhóm dự cúp châu Âu bỏ lại với khoảng cách là 5 điểm. Văn Hậu dự bị Heerenveen vào tứ kết cúp quốc gia Hà Lan. Đoàn Văn Hậu có mặt trên băng ghế dự bị, chứng kiến câu lạc bộ Heerenveen vượt qua Willem II trên chấm luân lưu để giành vé vào tứ kết cúp quốc gia Hà Lan rạng sáng ngày 23 tháng 1 theo giờ Hà Nội. Rạng sáng ngày 23 tháng 1, Heerenveen có trận tiếp câu lạc bộ Willem II tại vòng 16 đội cúp quốc gia Hà Lan. Đội chủ sân AB Leinster Station tung vào sân lực lượng mạnh với quyết tâm đánh bại đối thủ để giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, họ bất ngờ bị dẫn bàn khi Vangelis Palidis mở tỷ số cho Willem II ở phút thứ 20. Sang đến hiệp 2, Heerenveen chơi cuột cường và liên tiếp có 2 bàn, trong đó có một pha phản lưới nhà của đối thủ. Tuy nhiên, đội khách đã kịp gỡ hòa ở phút thứ 81 nhờ công của Damien Dunkelui. Hai đội buộc phải bước vào thi đấu hiệp phụ trước khi tiến đến loạt sút luân lưu. Trên chấm 11m, các cầu thủ Heerenveen đã tỏ ra bản lĩnh hơn và giành thắng lợi 4-3 chung cuộc. Huấn luyện viên Johnny Janssen sử dụng 3 quyền thay người ở trận đấu này, tất cả đều dành cho hàng công, vì thế Đoàn Văn Hậu không được vào sân. Tại trận trước đó ở cúp quốc gia gặp Rodazisi vào ngày 18 tháng 12 năm 2019, Văn Hậu đã có màn ra mắt đội bóng Hà Lan khi vào sân ở 4 phút cuối. Tuy nhiên, anh chưa được trao thêm cơ hội từ đó tới nay. Trở lại với trận đấu, Heerenveen tỏ ra hoàn toàn áp đảo đối thủ, kiểm soát bóng tới 54,7%, tung ra 20 cú dứt điểm. Họ đã có mặt ở tứ kết và sẽ gặp đội thắng trong cuộc đấu giữa Feyenoord và Fortuna Sittard. Trận đấu này dự kiến tổ chức vào hôm 21 tháng 1 nhưng đã tạm hoãn tới ngày 28 tháng 1 do sương mù. Đội bóng của Văn Hậu đang chơi khá tốt trong mùa giải 2019-2020. Bên cạnh việc vào tứ kết cúp quốc gia, họ cũng đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Hà Lan. Heerenveen hiện có 28 điểm, chỉ còn kém 2 điểm so với Utrecht ở vị trí được dự vòng đấu loại tranh vé đi Europa League vào mùa sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video này. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để được nhận những video mới nhất, tin tức mới nhất về bóng đá được chúng tôi cập nhật hàng ngày qua kênh Bóng Đá 24 Giờ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.